Huyện Cẩm Mỹ vừa tổ chức lễ giao vốn và bàn giao con giống thuộc dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo, hỗ trợ phát triển sản xuất tại cộng đồng của tổ cộng đồng dân cư xã Bảo Bình. Tại lễ giao vốn, 13 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn đã được giao 17 triệu đồng, tương đương từ 7 đến 8 con dê giống để chăn nuôi dê sinh sản. Theo kế hoạch, huyện Cẩm Mỹ sẽ giao vốn và bàn giao con giống của dự án cho 34 hộ khó khăn ở các xã Bảo Bình, Xuân Bảo, Nhân Nghĩa và Thừa Đức. Đây là một hoạt động thiết thực, tạo việc làm nhằm giúp các hộ nghèo có nguồn thu nhập, cải thiện đời sống, đồng thời kết nối cộng đồng, cùng chia sẻ kinh nghiệm và tương trợ lẫn nhau trong chăn nuôi và phát triển kinh tế.